Rồi đó. Sửa đó về cho xử nhà Nguyên, cho team Nguyên nha. Đây hai thùng mọi người nha. Em sẽ mở ra để kiểm tra lại nha. Cho mọi người thấy nha. Đây, một thùng sữa đó nó gồm 6 lon nha. Và tất cả những cái sản phẩm sữa bên Nguyên nè. Đó, nó coi đều có đáp mới hết nha mọi người nha. Đây. Bấm đứng lại chị, bấm đứng lại. Tiếp rồi đó. Rồi, các bạn nè. Sẵn là Uyên sẽ hướng dẫn lại một lần nữa cho mọi người kiểm tra được thật giả ha. Dưới lít lon sữa lúc nào cũng có ngày và đát mới nhất nha. Uyên mới là đi công ty lấy về nè. Đát lúc nào cũng là mới nhất nè. 24 tháng 4 2022 nha mọi người nha. Và đây cái mã số của nó nè, cái mã dưới lít là 128 49 60 625. Đó, mọi người kiểm tra dùm Uyên nha. 128 49 lúc nào cũng giống nhau. Và cái đuôi sẽ thay đổi là 60 625. Đây, và đáp mới nhất của nó là 2022, Uyên mới lấy từ công ty về luôn nha mọi người nha. Trên giấy tờ này, đó, giấy tờ của công ty nha. Đó, mộc của công ty đàng hoàng nha mọi người nha. Tên Lê Thị Tân Uyên nè. Đó, Uyên lấy trực tiếp từ công ty sữa về ha. Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận Nhất luôn. Uyên cho địa chỉ luôn, mọi người có thể lên trực tiếp cho Uyên đi tham quan cũng được nữa nha. Đó, đây 60625 trên giấy khi mà công ty cung cấp cho mình ha, nó cũng có là 60625 đây nha mọi người ha, 60625. Và dưới đáy lon cũng là 60625, rất là trùng khớp nha, không có bị cạo sữa hay gì hết nha mọi người nha. Và lon sữa này hoàn toàn nha, là mới 100% nha mọi người. Đây, nó quay vô đây nè, 6 lon nha mọi người nha. Đó, về 2 thùng là 12 lon đó. Đó, để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Sản phẩm này á, mọi người muốn mua được với cái giá gốc ha, giá của nhà phân phối và hưởng được cái hơi hồng từ công ty, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Uyên để làm thẻ nha, để làm thẻ hành vi nha mọi người nha. Và tất cả những sản phẩm khi mà Uyên giao đến cho mọi người đều có giấy nè. Đó, giấy này giấy mộc đỏ của công ty, và Uyên sẽ photo ra ha, bản sao photo của nó, và Uyên sẽ xếp lại và gửi tới cho mọi người. Giống như cái đuôi đích của cái lon này là 640461, thì ở đây mình sẽ khoanh lại ha, khoanh lại cho mọi người biết là cái lon sữa này, là cái mã số này nó khớp ở chỗ nào nè. 440461, 40061 nhé, 4061 đây đó. Mình sẽ khoanh lại cái chỗ này ha, và mình sẽ xếp lại và gửi đến cho nhà phân phối nhà Bình Uyên ha, hoặc là cho khách hàng sử dụng sữa Bình Uyên để họ hoàn toàn yên tâm. Vì tất cả những loại sữa bên Uyên ha đều có giấy tờ đàng hoàng nha, chứ không phải là hàng trôi nổi, mà hàng của bên Uyên là nhập trực tiếp từ công ty ha. Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận Nhất. Mọi người có muốn tham quan công ty thì Uyên có thể dẫn trực tiếp mọi người lên công ty luôn nha, để mà tham quan. Vì bên Uyên có cái thẻ thành viên của nhà phân phối đây. Thì Uyên đang là cái là nhà phân phối ha. Mọi người có thể xem đây nè ha, tất cả những giấy tờ này kia đầy đủ hết, nên mọi người an tâm. Vì cái sản phẩm này là sữa uống dành cho sức khỏe, uống vào trong cơ thể của mình, nên Uyên không thể nào mà lấy những cái sữa bậy bạ hoàn toàn ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người đâu. Nên mọi người an tâm khi mà sử dụng sữa bên Uyên ha, giấy tờ đầy đủ ha. Và khi mà Uyên lên lấy sữa phải có một cái thẻ này thì công ty mới cho Uyên được lấy sữa nha, chứ không phải là muốn mua sữa là mua đâu nha mọi người nha. Và phải có cái thẻ của nhà phân phối ha, Uyên hiện đang là nhà phân phối nên là mới được công ty ha, đó, cho lên lấy hàng ha. Và có mộc đỏ của công ty đàng hoàng đây, Lê Thị Tân Uyên nha mọi người nha. Đó, là mọi người an tâm, những cái sản phẩm sữa bên Uyên khi mà giao đến khách hàng đều có giấy tờ đàng hoàng ha. Đó, cho mọi người, để mọi người an tâm để sử dụng và uống lâu dài, để tăng cường kháng thể, tăng cường sức khỏe cho mọi người. Vì hiện nay là trời khí hậu đang lạnh rồi thì cái sức khỏe đề kháng nó sẽ giảm yếu dần, nên mọi người cần tăng cường uống cái sữa này mỗi ngày đều đặn giúp Uyên mỗi ngày nha. Nhất là những khách hàng đang sử dụng sữa bên Uyên thì nhớ giúp Uyên mỗi ngày uống đều đặn giúp Uyên, để giúp cho mình tăng cường kháng thể và không có bị bệnh nha. Đó, cái sữa này nó rất là nhiều cái dưỡng chất canxi và kháng thể, vitamin đó, cung cấp đầy đủ trong một ly sữa mỗi ngày. Mọi người chỉ cần uống một ly thôi là nó cung cấp đầy đủ, và nó còn hỗ trợ là đào thải những cái độc tố trong cơ thể ra, giúp cho những người mà đang bị bệnh đó, là có thể là uống kèm với thuốc tây để mà có thể mau chóng hết bệnh nha mọi người nha. Sản phẩm này vẫn uống được kèm với thuốc tây, những người nào đang bị bệnh, những mẹ đang có bầu ha, sinh con cho bé bú vẫn sử dụng được, và những em bé nhỏ vẫn sử dụng được luôn ha.
người già.